đó, sau khi đã bấm chanh theo hai cái chiều ngang bên đây và bên đây, thì bây giờ chúng ta sẽ bấm theo hai cái đường này, hoặc ngược lại cũng được, bạn có thể bấm hai đường này trước và bấm theo cái chiều dọc sau. Nhưng mà theo kinh nghiệm của thầy á, chúng ta bấm hai cái đầu chiều dọc trước thì như vậy chúng ta căng chanh nó dễ hơn, thậm chí cho những bạn là nữ. Rồi bây giờ tiếp theo đến cái cạnh này thì chúng ta canh ở giữa trung điểm của cạnh, rồi chúng ta cũng dùng kềm bấm chanh, chúng ta mẩy xuống nhẹ thôi nha. Cái này mà làm mạnh quá là sai, bởi vì cái lực mạnh nhất chúng ta là dùng cho cái cạnh cuối cùng. Rồi bạn làm nhẹ thôi, bởi vì cái bức chanh này đã được căng tương đối theo cái chiều ngang, cho nên cái chiều này thì chúng ta chỉ làm cái lực vừa phải để cố định cái canvas lên cái chassis, và cố gắng những cái kim bấm làm sao cho đều. Đây là cái góc bức tranh, cái cách để chúng ta gấp nè, như vậy đúng không bạn? Ngón trỏ của chúng ta để đây, đè xuống, đè xuống, tạo thành cái góc ở đây đó, chúng ta vậy. Và bên đây, bên đây cũng vậy, chúng ta kéo qua sát, dùng hết sức nha, kéo sát đây. Rồi như vậy có phải là bạn sẽ đè được cái mép này không, đúng không? Đè được, và chúng ta vuốt xuống. Như vậy chúng ta đã có một cái mép chanh tương đối ok. Rồi bây giờ chúng ta dùng cái kềm bấm để mà chúng ta bấm, chúng ta căng xuống vậy nè, ngay góc căng xuống, níu xuống, và ngón cái nè chặn liền, tay này níu và cái tay này chặn liền thì cái góc vuông nó mới đẹp nè. Nè, vuốt xuống, giữ, giữ nè, hai ngón trỏ ngón cái giữ nè, giữ, đè xuống đây, cố định. Rồi dùng cái kềm bấm đinh vô, có thể 2-3 cái cũng được ha. Chúng ta gia cố nó khi mà xong cái cơ bản nó dễ, còn ban đầu các bạn cứ cố định vô. Rồi chúng ta tiếp tục làm cái bên, tại sao hồi nãy mình không có làm cái này dần qua đây luôn, mà mình phải làm ở đây rồi mới ở góc đây mình chừa khoảng này 2-3 đinh, vì sao? Bởi vì nếu mà ở đây mà các bạn làm dần qua đó thì cái chỗ này các bạn níu góc rất là khó. Lúc đó mình kê kèm bấm vô nè, nó rất là chật. Nên mình chường khoảng này, mình làm cái góc này trước. Tức là làm từ đây và làm cái góc này trước khoảng, khoảng cách này là khoảng 30 xăng nè. Đó, làm góc này trước rồi chúng ta mới làm hai cái đinh ở đây là vừa. Rồi, chúng ta tiếp tục níu chỗ này nhẹ nhẹ, vừa phải thôi. Rồi vuốt, ngón cái tay trái vuốt xuống, kê này vô bấm bằng. Ha. Rồi đây, níu xuống, ngón cái tay trái kê vô bấm. Đó, làm cái này rất là sướng, bởi vì bạn tha hồ được bấm luôn nha.